Kia Soul Net được Thaco ra mắt cuối năm 2021 và nhận được nhiều sự quan tâm tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị phong phú cùng giá bán hấp dẫn. Soul Net hiện được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản bao gồm Deluxe, Luxury và Premium. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 519 đến 579 triệu. Hiện tại, trên thị trường xe cũ có không ít xe Kia Soul Net được giao bán với các tình trạng và giá bán khác nhau. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Kia Soul Net 2023 đang được giao bán lại với mức giá 500 triệu tùy vào thương lượng. Theo người bán, xe thuộc bản Premium cao cấp nhất, ngoại thất sơn màu đỏ và nội thất màu trắng, đăng ký tại Hà Nội và có chỉ số lăn bánh là 7.000 km. Người này cũng cam kết xe không tai nạn, không ngập nước và không bổ máy. Được biết, ở thời điểm mua mới, Kia Soul Net 2023 phiên bản Premium có giá lăn bánh hơn 636 triệu với Hà Nội, giá niêm yết 579 triệu. Như vậy, người bán chấp nhận lỗ cao nhất đến khoảng hơn 136 triệu cho một chiếc Kia Soul Net 2023 bản Premium mới lăn bánh 7.000 km. Được định vị trong phân khúc SUV hạng A, Kia Soul Net sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.120mm, 1.790mm, 1.642mm chiều dài cơ sở đạt 2.500 mm. Mẫu SUV nhà kia sở hữu thiết kế theo phong cách hiện đại, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt hình mũi hồ đặc trưng kết hợp với đèn pha LED. Ngoài ra còn có cụm đèn sương mù dạng bóng chiếu projector được thiết kế vuông vức, cản trước mạnh mẽ, cứng cáp và đèn hậu LED. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu thể thao có kích thước 16 in. Bên trong nội thất, Kia sâu nét được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, Hai đồng hồ cơ kết hợp màn hình hiển thị thông tin 3.5 in, màn hình giải trí 10.25 in điều hòa tự động, hệ thống âm thanh 6 loa, gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc không dây, để điện thoại, cổng sạc USB và cổng 12V. Trái tim của Kia Sonet là khối động cơ SmartStream 1 5 lít sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô men xoắn cực đại 144Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động CVT. Về an toàn, Kia Soul Net sở hữu những trang bị hiện đại gồm hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi và 6 túi khí. Xe...